Hiện nay thì rất nhiều mẹ đã biết sử dụng sản phẩm tinh dầu tràm cho mình chăm sóc các bé, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Thế nhưng mà liệu rằng mẹ đã biết là dầu tràm nhà mình đang dùng thì đã thực sự là dầu tràm chuẩn hay chưa, hay là dầu tràm pha lẫn tạp chất? Thì hôm nay mình có hai chai tinh dầu tràm ở đây. Một chai này là tinh dầu tràm mà mình đang bán, một chai này là mình mua ở bên ngoài thị trường. Thì vì lý do kinh doanh nên là mình đã tháo nhãn mác này ra rồi nhá. Thì là nhà mình thì sử dụng dầu tràm rất là lâu rồi, từ cái lúc mà mình bắt đầu sinh bạn lớn, tức là cách đây 5 năm rồi. Nhưng mà thực sự là cái lúc đấy mua dùng thì cũng chưa hiểu được thế nào là hàng tinh dầu tràm và hàng dầu tràm, thì cũng chưa có thể phân biệt được để lựa chọn được các sản phẩm uy tín. Nhưng mà cứ dùng là dùng thôi. Nhưng mà từ khi mà gần 2 năm trở lại đây thì mình bắt đầu kinh doanh các sản phẩm, tìm hiểu và kinh doanh các sản phẩm tinh dầu tràm. Thì sau cái khoảng thời gian mà mình bán ấy, thì mình đã có thể là mình bán và biết đến nhiều hơn được các loại tinh dầu tràm ở trên thị trường. Thì mình đã có thể, mình đã rút ra được một số cách để các mẹ có thể tự kiểm tra được cái dầu tràm nhà mình đang dùng thì thực sự là có phải là dầu tràm chuẩn hay là dầu tràm pha lẫn tạp chất nhá. Thì có một số cách để các mẹ có thể phân biệt tại nhà như sau. Cách đầu tiên đấy là các mẹ có thể ngửi. Đối với những cái hàng tinh dầu tràm mà nguyên chất không pha lẫn tạp chất ấy, thì nó có cái mùi thơm rất là dịu, dịu nhẹ và ngửi thì có cảm giác ấm mũi. Còn đối với những cái hàng dầu tràm mà pha lẫn tạp chất ấy, như cái chai này mình ngửi ấy, thì nó lại hơi có cái mùi giống cái mùi tinh dầu thông. Cái mùi của nó và nó ngửi thì nó có cảm giác sộc vào mũi rất là hăng nhá. Cái thứ hai đấy là các mẹ lắc thật mạnh cái chai tinh dầu tràm này lên, thì mình cũng sẽ lắc luôn. Đối với cả hàng tinh dầu tràm nguyên chất mà không pha lẫn tạp chất ấy, thì cái bọt khí nó nổi lên ít và nó nổi lên và nó tan rất là nhanh. Còn đối với những cái hàng mà tinh dầu tràm pha lẫn tạp chất ấy, thì cái bọt khí này nó nổi lên rất là nhiều và phải mất khoảng tầm 1-2 phút sau cơ thì mới có thể tan được hết cái bọt khí này. Cách thứ ba đấy là bôi lên da nhé. Cách thứ ba đấy là bôi lên da. Thì đối với những cái dầu tràm chuẩn ấy mà không pha lẫn tạp chất ấy, thì bôi lên da thì không có cảm giác nóng rát. Bôi lên da không có cảm giác nóng rát và nó thẩm thấu vào da rất là nhanh và nó không gây nhờn dít. Còn đối với những cái sản phẩm mà tinh dầu tràm mà pha lẫn tạp chất ấy, thì bôi lên da này có cảm giác rất là dít và nó thẩm thấu vào da rất là lâu nhá, tức là phải mất một lúc sau đấy thì cái da của mình nó mới khô, nó mới trở lại về cái trạng thái ban đầu. Những cái dầu tràm này nó đã khô rồi, những cái dầu tràm này này nó thẩm thấu vào da rất là lâu. Đấy, đây là cách thứ ba. Cách thứ tư đấy là dựa trên cái thời gian lưu mùi đấy, tức là các mẹ mua dầu tràm về để sử dụng bôi cho con ấy, thì đối với những cái hàng tinh dầu tràm nguyên chất đấy thì cái thời gian lưu mùi của nó rất là lâu. Phải khoảng tầm 5-6 tiếng thôi thì mình vẫn có thể ngửi thấy cái mùi thơm nhé. Một cách rất là đơn giản như này, tức là các mẹ bôi dầu tràm ra tay và sau đấy là đi rửa lại tay cùng với xà phòng. Nhưng mà đối với hàng tinh dầu tràm nguyên chất ấy, thì sau khi mà mình rửa tay với xà phòng ấy thì nó vẫn còn rất là thơm. Nhưng còn đối với những cái sản phẩm mà tinh dầu tràm pha lẫn tạp chất ấy, thì rửa thì thậm chí nó không còn mùi gì nữa. Hoặc là nếu mà bôi trên da đấy thì chỉ khoảng tầm 1 tiếng thôi là nó đã bay hết hơi và mình không thể cảm nhận được rồi. Với cách thứ năm đấy là dựa trên các giấy tờ kiểm định của cơ quan nhà nước nhé. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại tinh dầu tràm nhưng không phải là cái nhãn hiệu nào cũng đều được có giấy kiểm định nhé. Để đạt đủ tiêu chuẩn về mặt chất lượng thì cái tinh dầu tràm mà mình đang bán thì đã có giấy kiểm định của cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhé. Hôm trước thì mình đã up ở trên Facebook đấy, thì bạn nào theo dõi ấy, thì có thể kiểm tra đấy nhé. Thì đã được chứng nhận nhé. Hàng theo như dược điển Việt Nam ấy quy định thì cái hàm lượng selenium có trong để được công nhận là sản phẩm tinh dầu tràm thì cái hàm lượng selenium ở trong tinh dầu tràm thì phải đạt từ 40-60%, nhưng riêng cái dầu tràm này mà mình đang bán thì cái hàm lượng đấy nó đạt đến 70% rồi, nên là các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Còn một cách nữa, cách cuối cùng đấy là sử dụng tinh dầu tràm để bôi muỗi đốt, bôi khi mà côn trùng cắn ấy, đặc biệt là muỗi đốt nhé. Đối với các sản phẩm tinh dầu tràm nguyên chất ấy thì cái khả năng mà bôi mà trị muỗi đốt của nó rất là nhạy nhá. Những cái mẹ mà mua dầu tràm của mình về đấy mà bôi muỗi đốt cho con ấy thì có những mẹ phản hồi là chỉ sau khi mà 15 phút ấy, bôi khoảng tầm 15 đến 30 phút sau là vết muỗi đốt nó đã tịt rồi và nó không còn sưng tấy đỏ rát nữa. Hoặc là có những mẹ thì mua về thì chia sẻ là chỉ cần là vẩy ở xung quanh giường thôi là buổi tối đi ngủ không cần phải bỏ màn nữa. Đấy là cái điểm đặc biệt nhất của tinh dầu tràm, và chỉ có tinh dầu tràm nguyên chất mới làm được điều đấy thôi. Còn cái loại hàng pha tạp chất thì không thể làm được điều đấy được. Thì trên đây là một số những cái chia sẻ mà mình đã rút ra
được từ trong cái quá trình mình bán và sử dụng, thì hy vọng là những cái chia sẻ của mình đã hữu ích trong cái việc mà lựa chọn các sản phẩm tinh dầu tràm để chăm sóc các bé một cách an toàn và hiệu quả.